Thân mến chào các em. Rất mừng gặp lại các em. Tuần trước thầy trò mình đã đến phần hàm biến ngẫu nhiên. Hôm nay ta lại bàn tiếp về những cái thí dụ về hàm ngẫu nhiên. Trong mục hàm ngẫu nhiên thì đối với biến rời rạc thì không có vấn đề nhiều. Chỉ có biến liên tục thì hàm của biến ngẫu nhiên liên tục phức tạp hơn, nó đòi hỏi ta nhiều kiến thức trước đó, ví dụ như là các kiến thức về hàm một biến, hàm nhiều biến, các định lý vi tích phân mà các em đã học ở toán cao cấp. Ở phần này hàm của các biến ngẫu nhiên đó vẫn còn đơn giản. Nếu mà sang đến vector ngẫu nhiên, tức là có nhiều biến ngẫu nhiên cùng lúc, thì hàm nhiều biến cực kỳ phức tạp. Nó liên quan đến những vi tích phân về nhiều biến, ví dụ như tích phân 2 lớp, 3 lớp. Đụng đến những cái tích phân đó, thường thì sinh viên lúng túng. Nhưng không sao, ta cứ từ từ ta đi. Đụng đến những vấn đề phức tạp, thầy sẽ nhấn mạnh và chúng ta cùng giải quyết. Để khỏi mất thì giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Hôm nay ta vẫn tiếp tục về hàm của các biến ngẫu nhiên. Nếu có thì giờ thì thầy sẽ đi qua phần các định lý giới hạn. Trước đây thầy đã có những cái thí dụ, một trong những cái thí dụ khó mà thầy và trò mình đã làm ở tuần trước á, lần này thì các ví dụ đơn giản hơn một tí. Mời các em nhìn lên màn hình nè, ta có cái ví dụ tiếp tục nè. Cho hàm mật độ của biến ngẫu nhiên x như sau. Hàm này trong khoảng 1 và 2 thì nó là 2 nhân cho tất cả x trừ 1, còn lại tất cả bằng 0. Đây nhá. Bây giờ kiểm chứng đây là hàm mật độ. Câu A đơn giản thôi, câu này đơn giản. Câu B, tìm kỳ vọng phương sai của biến ngẫu nhiên x. Và câu D là tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này. Biến ngẫu nhiên là một hàm của biến ngẫu nhiên x, là hàm bậc 2 x bình cộng x trừ 2. Đấy. Thì với bài toán, với ví dụ 7 này thì thầy nghĩ là các em hoàn toàn có thể giải dễ dàng, đúng không các em? Giờ ta giải nha. Đầu tiên là kiểm chứng đây là hàm mật độ thì thầy nghĩ không có gì để bàn, đúng không? Tại vì ta chỉ cần lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của fx dx phải bằng 1. Nhưng ở đây ta chỉ cần lấy từ x từ 1 cho đến 2 là đủ rồi, phải không? Và cái diện tích này thì bằng 1. Có thể các em vẽ cái hàm này ra, các em thấy ngay đây là cái hình thang có cái đáy là 1, tại hoành độ 1 và đáy là hoành độ là 2 đấy. Và cái này là hình đi lên, hình 2x nhân với 2 nhân cho x trừ 1 đấy. Dễ dàng phải không các em? Giờ ta sang đến cái phần tính câu B. Thầy nghĩ mấy cái câu A và câu B, ngay cả câu D cũng ở trong vòng kiểm soát của mẹ, đúng không? Không có gì khó, phải không? Tìm kỳ vọng thì thầy nhắc lại, kỳ vọng chính là bằng giá trị nhân với xác suất. Xác suất là fx dx đây. Kỳ vọng là bằng giá trị là x nhân với xác suất cộng tất tần tật từ 1 cho đến 2 nha. Cộng từ 1 cho đến 2 có nghĩa là lấy tích phân từ 1 cho đến 2, giống như rời rạc nha. Thì nó bên liên tục cũng tương tự, thầy đọc để cho các em dễ hiểu hơn. Rồi ta thế cái hàm fx vào đây là xong. Fx là 2x trừ 1 và ở đây ta lấy tích phân. Ở phần này các em cũng chẳng cần phải lấy tích phân, các em bấm máy thôi,
nhá, bấm máy thôi, ra số lẻ bao nhiêu kệ đợi đó. Tại vì trong những cái bài thi nhất là hiện nay một số trường cho thi trắc nghiệm thì ta phải dùng máy tính để ta bấm máy ra nhá, chứ ta không cần phải lấy nguyên hàm cái biểu thức ở bên trong làm gì, công bấm máy thôi. Rồi bây giờ ta tính đến cái gì nữa đây, kỳ vọng ta có rồi, bây giờ ta tính đến phương sai. Phương sai thì các em nhớ là bằng công thức gì các em? Bằng trung bình của bình phương trừ bình phương của trung bình nhé. Cho nên là ta phải tìm trung bình của bình phương. Trung bình của bình phương thì ta phải cũng là giá trị nhân với xác suất đây. Giá trị là x bình nhân vào, lại thế hàm vào và lấy tích phân nhé. Thì ta ra 17 phần 6. Cái này đơn giản nha các em nhé, thì có thể đi nhanh. Và lúc đó như công thức thầy mới đọc đây, và của x chính là bằng trung bình của bình phương trừ bình phương của trung bình, trừ bình phương trung bình. Trung bình của bình phương ta mới tìm là 17 phần 16, là thế xuống phải không? Và trung bình của x tức là kỳ vọng của x đây là 5 phần 3, thế vào và bình phương lên thì ra tính toán ra 1 phần 10 18 nhé. Giờ câu D nè, câu D thì nghĩ cũng rất đơn giản thôi, tìm kỳ vọng. Ta cũng lấy giá trị nhân với xác suất, phải không? Nếu mà ta làm cái điều như là hồi nãy thầy mới đọc đó, giá trị tức là lấy x bình cộng x trừ 2 là nhân với fx dx là 2 nhân với x trừ 1, tất cả lấy tích phân đi từ 1 cho đến 2 thì cũng được. Các em về nhà làm. Nhưng ở đây ta có công thức rồi, ta tội gì ta phải làm như thế, đúng không? Ta có công thức, ta lấy kỳ vọng của cái biểu thức ta cần tìm đây, thì ta đã biết rồi. Kỳ vọng thì giống như là một cái toán tử tuyến tính, ta có thể mang vào bên trong được. Ex bình cộng ex, e của trừ 2 tức là trừ cho e2, mà e2 chính là 2 thôi, phải không? E của x bình ta mới tính đây là 17 phần 16 đây, đúng không? Ex thì có rồi là 5 phần 3 trừ cho 2 nhé. Nhắc lại đây là công thức thầy đã nói ngay từ đầu, cái tính chất của kỳ vọng là một giống như là một toán tử tuyến tính, ta có quyền mang các toán tử đó vào từng các thành phần ở bên trong cái ngoặc này nhé. Và như vậy đáp số sẽ là 5 phần 2. Thầy nghĩ cái này đơn giản, bài này thì lại đơn giản đúng không các em? Nhưng mấy bài đơn giản này đó thì các em chú ý vừa tầm để làm những cái bài về bài thi trắc nghiệm này, mấy em hãy tính toán cho nó rành nhé. Thí dụ nữa, thí dụ này cũng đơn giản thôi. Đây là một đại lượng ngẫu nhiên hay biến ngẫu nhiên cũng được nhá các em. Đại lượng ngẫu nhiên hay biến ngẫu nhiên là như nhau. Một số sách dùng đại lượng ngẫu nhiên, một số sách dùng biến ngẫu nhiên là như nhau nhá. Hàm mật độ của nó đây, kx bình trong khoảng từ 0 cho đến 1. K ở đây ta chưa biết, K ta chưa biết. Thế thì ta phải có một câu hỏi để tính cái K chắc chắn, phải không? Đây, câu hỏi tìm K. Đây là hàm mật độ, đây là hàm mật độ xác suất đây này, người ta cho như vậy, người ta lại cho hàm mật độ thì ta phải biết cách tìm rồi, thấy không các em? Rồi câu A là tìm K, câu B là xét một cái hàm của biến ngẫu nhiên x tức là hai căn x, tính nhớ đây là biến ngẫu nhiên y nhé các em, tính y rơi trong khoảng 1 phần 2 cho đến 3 phần 2 và tính y lớn hơn 1. Cái này cũng đơn giản phải không các em? Các em ghi lại một tí nha. Rồi thầy tiếp tục nào. Mấy cái phần mà đơn giản thì thầy nghĩ các em ghi tốc ký để có kỳ phát lần sau đó các em xem lại nha. Rồi ta giải nào. Câu A thì thầy nghĩ là trong tầm tay của các em rồi. Tìm K có nghĩa là ta lấy tích phân cái này lên trong khoảng từ 0 đến 1 và ta cho bằng bằng 1 và ta giải phương trình đó.
thì ta sẽ tìm ra được k bằng 3. Hoàn toàn đơn giản không các em? Bây giờ vấn đề là câu B. Câu B. Bây giờ ta xem nào. Ở đây x lấy giá trị dương, lấy giá trị dương đây nè, lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1, cho nên cái biến y này nó mới tồn tại, tức là hai căn x cho nên có cái dấu căn nó mới tồn tại, phải không các em? Giờ ta làm câu B nhá. Cách 1, bây giờ ta như thầy đã nói có một cái ví dụ phức tạp cách đây 1 hay 2 tuần gì đấy, phải không? Thì có hai cách làm. Thường thì nếu mà ta đã tìm ra được cái hàm mật độ của y thì ta dùng thẳng ngay y luôn, nó đơn giản. Còn ở đây người ta xét cái này, người ta kêu tính cái này, thì có thể ta dùng cách chánh thêm hơn, có nghĩa là ta biến y về biến x và ta lại dùng lại cái hàm mật độ của biến x nhá. Cách 1 nào. Cách 1 nhá. Đây y rơi trong khoảng 1/2 cho đến 3/2. Rồi bây giờ thầy thế cái y bằng 2 căn x vào đây. Thế cái y nè bằng 2 căn x vào ở giữa này nè. Và lúc đó thầy chia đôi hai bên cho số 2 này nó mất đi, sau đó thầy bình phương lên thì nó có phải nó ra là như vậy không các em? Đúng không? Đây nhá. Thì chia đôi ở đây sẽ là 3/4, chia đôi ở đây là 1/4, thì bình phương lên 1/4 là 1/16, 3/4 chính là 9/10, 16. Và đây ta lại trở về với biến ngẫu nhiên x có hàm mật độ đây rồi, k bằng 3 nữa, ta thế vào k bằng 3. Đây là x bình lấy cận từ 1/16 cho đến 9/16, và đây ta bấm máy thôi. Ta bấm máy thôi. Trên bảng thì thầy phải tính bằng phân số để cho nó đẹp, kết quả cho nó đẹp. Còn các em đến đây chỉ cần bấm máy nhá, chỉ cần bấm máy thôi. Đến đây bấm máy thì nó ra được là số lẻ là bằng bao nhiêu, kệ nó. Đúng không? Và lúc đó nếu câu hỏi trắc nghiệm là A, B, C, D thì ta sẽ tính A, B, C, D ra, cái nào nó gần với cái số lẻ đó thì ta chấp nhận. Ví dụ A, B, C, D cho phân số, ví dụ có 9/5, 91/52 thì ta bấm này ra, ta thấy nó gần bằng với số lẻ mà ta tính trong tích phân và ta chọn nó, đúng không? Đấy. Như vậy cách 1 thì không có gì đáng nói, lối truyền thống ta vẫn làm rồi, phải không? Rồi ta làm tiếp tục. Nếu y lớn hơn 1, y lớn hơn 1 ta lại thế vào đây, thế y bằng cái này chia cho 2, bình phương lên, tức là x lớn hơn 1/4, x lớn hơn 1/4, như vậy là ta sẽ lấy từ 1/4 cho đến 1 nhá, 1/4 cho đến 1, tại vì cùng lắm là x bằng 1 mà, phải không? Đây nè, x rơi trong khoảng 0, 1 mà, như vậy 1/4 cho đến 1, ta lại một lần nữa ta bấm máy ra 63/64. Đấy, bây giờ các em ghi lại kết quả một tí thôi, phải không? Các em nên ghi. Phương pháp tốt nhất là các em nắm ý tưởng, ghi lại kết quả và sau đó về nhà các em tự làm xem nó có giống như kết quả của thầy không nhé. Và cũng đừng tin những kết quả của thầy lắm, phải không? Phải thử lại xem, có khả năng thầy vẫn tính toán sai làm sao, phải không? Thầy cũng là người bình thường, nhiều khi vẫn lộn, chuyện bình thường, phải không? Thì các em phải thử lại để xem lại kết quả nhé. Rồi bây giờ ta làm đến cái cách 2 này. Cách 2 như thầy đã nói là đi thẳng vào cái biến y này. Biến y là 2 căn x này nè. Biến ngẫu nhiên y bằng 2 căn x nhá. Đây. Cách 2. Như vậy là đi thẳng vào biến ngẫu nhiên y thì ta phải nhớ là ta phải tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên y. Đúng rồi. Nhá. Mà muốn tìm như vậy thì ta một lần nữa thì trở lại với cái cách ban đầu, ta phải dùng ngay cái định nghĩa của cái hàm phân phối, sau đó ta lấy đạo hàm theo biến y, và chú ý là lấy đạo hàm ở đây là lấy đạo hàm hợp, lấy đạo hàm hợp nhá. Đây, như vậy là thầy biết hàm của hàm phân phối của biến y nhá. Dấu bằng này là hiển nhiên theo định nghĩa, dấu bằng này là cũng hiển nhiên, ta thế y bằng
hai căn x vào đây, ta chia 2 và ta bình phương lên. Bình phương lên nhá. Ở đây tất cả đều là hai vế đều là dương cho nên thầy bình phương lên thì cái dấu bất đẳng thức không thay đổi. Và đây cái dấu bằng này thì lại là gì các? Lại là định nghĩa, phải không? Định nghĩa của hàm phân phối x nhưng mà với cái biến lúc này là y bình chia 4. Đấy. Vậy từ từ đây, từ cái vế đầu này nhá, từ cái vế bên trái này và cái vế bên phải này, ta vẫn bắt đầu ta lấy đạo hàm theo y theo biến y nhá. Ta lấy đạo hàm hai vế theo biến y. Đây, ta thấy nè, đạo hàm f lớn y thì nó sẽ ra là f nhỏ y ha. Đạo hàm theo f lớn của x thì sẽ ra là f nhỏ của x nha. F nhỏ của x, biến thì vẫn cố định y bình chia 4 nhưng mà nó lại xuất hiện cái này, nó lại tòi một cái số hạng này ra. Ở đâu ra đây các em? Xuất hiện cái này chính là đạo hàm hợp của cái biến này đây, đúng không? Phải không? Đạo hàm hợp chính là y chia 2. Và ta thế vào, thế cái hàm fx này vào. Nhớ fx là bằng cái gì? Bằng kx bình mà k là 3 đấy. K là 3, ta thế vào và ta bình phương là lên. Đây số 3 chính là cái k của mình đấy, phải không? Bình phương 14, 4 bình phương lên 16, nhân 2 lên 32. Và như vậy y nằm trong khoảng 0 cho đến 2, phải không? X nằm ở trong khoảng 0 cho đến 1 thì y bằng 2 căn x sẽ nằm ở trong khoảng 0 cho đến 2. Và như vậy ta đã có hàm mật độ của theo biến y đây rồi. Và như vậy ta lấy direct luôn, trực tiếp luôn theo biến y nhá. Bây giờ cái phần tương tự này thầy muốn là các em tự làm, nhưng mà thầy sẽ cho kết quả đây. Thầy cho kết quả đây. Đây, như vậy là câu đầu tiên ta giải lại theo biến y nhá. Lúc này là hoàn toàn theo biến y, không biến đổi về biến x nữa, đúng không? Hoàn toàn theo biến y. Như vậy hàm mật độ có, hàm mật độ của nó là 3y 5 chia 32 đây, hàm mật độ đây. Và cận, thế cận vào, cận dưới, cận trên đây. Này là theo đúng công thức rồi, phải không? Và ta bấm máy một lần nữa, ta ra 91/512. Ta tìm lại kết quả này của cách 1, giống như cách 1. Tương tự như cái câu thứ hai, y lớn hơn, mà nhớ y ở đây là trong khoảng này, y lớn hơn 1. Như vậy ta sẽ lấy tích phân từ 1 cho đến 2, nhớ cùng lắm là 2, phải không các em? Không hơn được. Mà cho hơn đi chăng nữa thì cái này nó cũng tính y vậy thôi, tại vì lớn hơn 2 thì nó bằng 0 hết rồi. Cho nên đây ta chỉ còn lấy 1 cho đến 2 thôi. Và lấy tích phân, bấm máy, ta ra được 63/64. Một lần nữa ta thấy kết quả giống như cách 1 ta đã làm. Thầy nghĩ các em ghi chú lại một tí trước khi thầy dở cha. Ghi kết quả thôi. Thầy nghĩ ghi kết quả. Các em ghi hàm mật độ của theo biến y và sau đó về tìm lại hai kết quả theo như cái câu thứ nhất cách 1 đó mình đã làm. Mấy cái này thầy nghĩ trong tầm tay của các em, một học sinh viên trung bình là làm mấy bài này có thể vững bài. Trừ những cái bài khó như là cách đây 2 tuần thầy có thí dụ một cái bài khó. Bây giờ mình làm tiếp tục một cái thí dụ nữa. Hàm bậc 3 các em. X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ. Ở bên kia là hàm mật độ của ta là bậc 2, bây giờ bậc 3. Fx bằng kx3 trong khoảng x 0 1. Nhá. Còn lại bằng 0. Bây giờ câu hỏi nào. Tìm k, tất nhiên giống như cái ví dụ trước, tìm k. Và câu B xét cái hàm như vậy, 2
căn bậc 3 của x. Đây hàm bậc 3 thì lại ta lại xét căn bậc 3 của x, và sau đó lại một lần nữa tìm cái kết quả của hai cái câu này. Y rơi trong khoảng 1/2 và 3/2, y lớn hơn 1. Câu hỏi này giống như câu hỏi của ví dụ 8 trước đó, đúng không các em? Nhưng mà đây là theo biến y, y của nó là cái này, 2 căn bậc 3 của x. Thì nghĩ câu A tìm K hoàn toàn dễ dàng, đúng không các em? Ta lấy tích phân từ 0 đến 1 của cái này và cho bằng 1 đây, cho bằng 1. Lấy tích phân của cái này ra thì bằng K chia 4. Giải phương trình này ra ta sẽ có K bằng 4. Đơn giản không các em? Câu A không có gì đáng bản ở đây ha. Giờ ta tiếp tục giải sang câu B nè. Câu B với là đáng bản. Một lần nữa ta sẽ giải hai cách nhé. Các em về có thể giải bằng hai cách. Cách thứ nhất là dùng thẳng hay biến x. Đã có hàm mật độ đây rồi, phải không? Cách thứ hai là ta dùng ngay biến y. Ngay biến nội tại của nó là biến y, và ta phải tìm ra hàm mật độ của y. Sau đó ta mới tính được hai kết quả này, hai câu này. Đấy. Ta tiếp tục nhé. Như thầy đã nói đây, cách 1 ta giải theo biến x, giải theo biến x. Thì ta đưa cái biến y về biến x là xong. Rất đơn giản phải không các em? Đưa biến y về biến x. Đây. Muốn tính cái này, y ta thế bằng 2 căn bậc 3 của x, thế vào đây. Và chia 2 về cho 2. Sau đó ta lũy thừa 3 lên các em. Sau đó ta lũy thừa 3 lên. Thì dấu với đẳng thức có thay đổi không? Không. Tại vì hàm x mũ 3 là hàm đồng biến, hàm đồng biến. Phải không? Hàm đồng biến. Cho nên hai cái dấu bất đẳng thức này không hề thay đổi. Lũy thừa 3 lên, chia 2 rồi lũy thừa 3 lên. Thì ta có đây là 1/64, bên này là 27/64. Và có hàm mật độ rồi, K của ta là 4. Ta lại lấy tích phân cận dưới đây, cận trên đây theo công thức quen thuộc. Quen thuộc nghĩa là 4. K là 4 đấy các em nhá. 4 x 3 lấy cận đây, 1 chia cho 64, 27 chia 64. Bấm máy. Còn ở trên bảng thầy một lần nữa thầy nhắc lại, tại vì để phân số cho nó đẹp thôi. Còn ở đây các em cứ bấm máy ra số lẻ bao nhiêu kệ nó nhá. Cách 1. Cách 2. Trước khi qua cái 2 ta phải tính cái này nữa, hả? Ta tính cái này nữa. Xác suất để y lớn hơn 1 thì nghĩ cũng đơn giản như là ví dụ 8 thôi. Đây, y lớn hơn 1. Y lớn hơn 1 chuyển sang biến x. Thế y bằng 2 căn mũ 3 căn bậc 3 của x, và ta lũy thừa 3 lên, chia cho 2 và sau đó ta lũy thừa 3 lên. Thì x lớn hơn 1/8. X lớn hơn 1/8 mà x rơi chỉ cho trong khoảng 0 đến 1 thôi, cuối cùng ta giao lại. Có nghĩa là 1/8 cho đến 1. Lấy tích phân x 3 để x lên. Bấm máy một lần nữa các em. Ta ra được kết quả nhá. Ra số lẻ nhá, chứ không cần ngồi tính toán mấy cái này. Tính toán mấy cái này mấy em lấy tích phân, lấy nguyên hàm rồi thế cận lâu lắm nhá. Bây giờ đã cho phép ta có máy tính và ta cứ phải sử dụng máy tính nhá. Rồi, các em ghi ra một tí trước khi thầy lật trang nào. Giờ ta sẽ sang cách thứ hai. Cách thứ hai như thầy đã nói là tính direct bằng biến y. Mà trước khi tính như thế thì ta phải sao nào? Phải lấy nguyên hàm. Phải làm thế nào đó, phải không? Ta tìm hàm f lớn. Từ hàm f lớn ta lấy đạo hàm ra f nhỏ, thì f nhỏ chính là hàm mật độ theo y, và lúc đó ta tính trực tiếp theo cái hàm mật độ của biến y là xong nhá. Nào, ta nhìn lên màn hình nào. Vậy cách thứ hai lặp lại,
lặp lại những cái gì trước đây ta đã làm nhá, và rất nhanh nhá các em nhá. Đây, cái này thì hiển nhiên y thế vào là 2 căn bậc 3 của x nhá, và ta chia 2 xuống dưới, và sau đó ta lũy thừa 3 lên thì x sẽ nhỏ hơn y 3 chia 8, thấy không? Và như vậy lấy đạo hàm đây nè, lấy đạo hàm hai vế nè, lấy đạo hàm của f lớn y thì ra là f nhỏ y biến y. Rồi giờ lấy cái này, lấy cái đạo hàm này, lấy đạo hàm này theo biến y luôn thì nó sẽ ra là f nhỏ của x y 3 chia 8. Này thì làm tắc một tí đó, phải không? Và nó xuất hiện cái số hạng này là gì? Chính là đạo hàm hợp của cái anh này đây, của anh biến này đây, phải không? Biến ngoặc này đây. Và cuối cùng ta thế vào f lớn x, phải không? Thế vào cái f lớn x có k đó, k x 3 đó, phải không? Nhưng mà x 3 lúc này là x, lúc này đóng vai trò là cái này, ta lũy thừa 3 lên y mũ 3, lũy thừa 3 lên là y mũ 9, 8 lũy thừa 3 lên đây, 4 là k, còn cái này ta vẫn để nguyên. Đấy. Như vậy ta đã tìm được hàm mật độ của cái biến y đây. Phức tạp phải không các em? Phải không? 3 nhân 4 12 nhân với y y 11 chia cho 8 mũ 4. Đấy, phức tạp. Nhưng mà không sao. Với công cụ máy tính làm sao thì ta cứ để y nguyên vậy mà ta tiếp tục tính toán. Tương tự như vậy. Như vậy đây, lấy từ 1 phần 2 cho đến 3 phần 2. Máy này mấy em bấm máy hoàn toàn nhá. 12 nhân cho y 11 chia cho 8 mũ 4. Hàng số thì thôi mấy em để ra ngoài, để ra ngoài trước. 12 chia cho 8 mũ 4 nè, để ra ngoài, sau đó ta lấy xong rồi ta answer một cái, ta nhân 12 chia cho 8 mũ 4 là xong, phải không? Phải không? Còn ở đây cận thì tất nhiên là ta lấy ngay cái cận dưới và cận trên trực tiếp rồi. Tại vì ở đây ta dùng hàm biến của ngẫu nhiên của y mà. Có nghĩa là ta dùng ngay cái hàm y, direct y luôn. Cho nên là lấy ngay cái cận của nó luôn. Và ta tính ra thì ta lại được kết quả như là cách 1 ta đã làm. Tương tự nhá, về cái phần kia mấy em tự làm. Bây giờ ta tiếp tục sang cái ví dụ 10 nào. Ví dụ 10 là người ta không cho hàm mật độ nữa, mà người ta cho hàm phân phối nha. Người ta cho hàm phân phối. Cái hàm phân phối của ta là cái hàm bậc thang như sau. Có nhánh bậc thang như sau: x nhỏ hơn 1 thì bằng 0, x nằm ở trong 1 cho đến 3 là 0.4, x nằm trong 3 cho đến 5 thì là 0.6, x nằm trong khoảng 5 cho đến 7 là 0.8, và x lớn hơn bằng 7 thì là bằng 1. Cuối cùng đây là đặc trưng của cái hàm gì các em? Hàm phân phối. Và cuối cùng luôn luôn x tiến đến vô cùng thì bằng 1, phải không? Và x tiến trừ vô cùng thì bằng 0. Đấy. Bây giờ ta hỏi cái gì? Ta kêu tính cái này. Tính xác suất để x rơi trong khoảng 4 và 7. Khoảng 4 và 7. Thì cái này ta đếm ô thôi, phải không? Ta đếm ô bằng công thức gì các em? Ta đã có công thức rồi. Công thức của ta chính là cái gì? À, công thức của ta chính là, thầy ghi như vậy, nhỏ hẳn, lớn hơn hoặc bằng, rồi cái này thầy ghi bằng, như nhau. Nhá, trong trường hợp này là như nhau. Và như vậy nó lấy f của đầu trừ f cuối, f của 7 trừ f4, thì ta cứ thế vào f7 đâu. F7 ở đây á, nhớ là ở đây nó, f7 ở đây nếu mình lấy bằng 1, nếu lấy bằng 1 thì nó khác, phải không? Ở đây ta lấy là f7
trừ cho F4. F4 thì ta có F4 là nó rơi trong khoảng 0.6 phải không? Và ta lấy ta trừ cho nhau thì sẽ ra được kết quả là 0.2. Bài này rất là đơn giản phải không các em? Đáng lý ở đây thầy có lầm ở đây đấy, phải không? Ở đây là 7 không xác định là lấy 0.8, mà 7 ở đây lại xác định là 7, cho nên ở đây sửa lại cho thầy, cái này là không, cái này là một một kê một nhá. Tại vì hồi nãy thầy để đây là dấu nhỏ hơn hoặc bằng, nếu mà dấu nhỏ hẳn hơn á thì ta mới là 0.8 trừ 0.6, nhỏ hẳn hơn nhá. Cho nên ở đây là một trừ cho 0.6 rồi 0.4, 0.4 là kìa. Sửa lại cho thầy nhá, 1 trừ 0.6 bằng 0.4. Rồi, như vậy đến đây thì đã hết cái phần gọi là hàm của biến ngẫu nhiên. Bây giờ thời gian còn lại thầy và trò mình sẽ đi đến một vấn đề nữa, đó là các định lý giới hạn. Và ở phần này ta sẽ có rất nhiều toán ứng dụng vào cuộc sống. Các định lý giới hạn như sau. Những định lý này thầy nghĩ các em cũng đã biết ở trong sách vở, thầy chỉ nhắc lại thôi. Nếu có cái gì khác thì các em nên ghi khác theo với ý của các em đó nhé. Còn ý tưởng của các định lý này thì thầy nghĩ sách vở nào và các thầy ở trong lớp cũng đã truyền đạt cho các em rồi. Ta đến cái những cái định lý nhé. Định lý thứ nhất là định lý liên hệ giữa siêu bội và nhị thức. Siêu bội và nhị thức. Siêu bội và nhị thức. Thầy cũng đã nhắc một lần. Nếu n cố định siêu bội nhá, các em nhớ nè, siêu bội là gồm có n lớn nè, na có tính chất a nè, n là cái số lần mình lấy, n là cái số phân tử mình lấy ra nè, để được k phân tử có tính chất a thì lúc đó nó theo cái siêu bội, theo phân phối siêu bội phải không các em? Còn ở bên này là gì? Bên này là nhị thức, tức là trong n lần thử có k lần xuất hiện cái biến cố thành công thì là p, phải không? Và biến cố ngược lại là thất bại là q. Như vậy là có k lần biến cố thành công thì nó theo công thức CNK PK QN chữ K. Rồi. Bây giờ hai cái này nó liên hệ với nhau như thế nào? Như vậy là các em, nếu n cố định, n tăng vô hạn, n lớn tăng vô hạn. Tức là n lớn khá lớn so với n nhỏ. Và cái biểu thức này nè, cái tỷ số NA chia N lại tiến đến một thằng số P, thì lúc đó thay vì ta tính siêu bội, ta chuyển qua tính nhị thức, chuyển qua tính nhị thức nhá. Đây, và như vậy công thức của ta thay vì tính cái xác suất theo siêu bội nè, thì xác suất này cũng gần như là bằng với xác suất theo nhị thức với P là bằng NA chia N nhá. NA chia N là tiến đến P, hai cái này tiến đến vô cùng các em. N tiến đến vô cùng, NA tiến đến vô cùng, nhưng tỷ số này tiến đến một hằng số đó là P, thì thay vì tính siêu bội ta có quyền tính qua nhị thức. Đúng không? Siêu bội đây tính qua nhị thức, đơn giản hơn, đơn giản hơn. Đó. Thực chất ngày ngày nay thì với công cụ tính toán khá mạnh thì ta không cần phải dùng cái định lý này, ta tính trực tiếp luôn. Công thức nào ta tính theo công thức đó và không cần chuyển sang định lý giới hạn. Nhưng trong một vài trường hợp nào đó người ta vẫn cần cái định lý này để tính toán. Tại vì các em thấy là cái biểu thức này dẫu sao nó còn đơn giản hơn, còn biểu thức này nó phức tạp quá, ba cái tổ hợp
tính toán ba cái tổ hợp nhân nhau rồi lại chia cái tổ hợp ở dưới, rất là phức tạp. À. Một cái định lý thứ hai, ta sang một định lý thứ hai, liên hệ giữa nhị thức và Watson, nhị thức và Watson, nhá. Liên hệ giữa nhị thức và Watson. Nhị thức, các em biết rồi, phải không? Liên hệ như thế nào? Đây, thầy phát biểu đây. Nếu N khá lớn, N khá lớn, P khá nhỏ, P khá nhỏ, khá lớn là tiến lên vô cùng, mà khá nhỏ tiến lên zero, phải không? Nhưng cái tích NP lại tiến lên một hằng số lambda. Thì thay vì tính nhị thức, ta có thể tính qua công thức Watson với lambda là cái gì? Lambda là bằng NP. N tăng vô cùng nhé. P tiến về zero, này tiến về vô cùng. Thì thay vì tính cái này, ta có thể tính bằng công thức Watson E mũ trừ lambda, lambda K chia cho K giao thừa nhé. Bây giờ nè, ý nghĩa của cái này, nếu N khá lớn, P khá nhỏ thì hai phân phối Watson và nhị thức là như nhau. Nhưng vì công thức tính nhị thức phức tạp, vì ta có N giao thừa, nên ta thay vào đó bằng công thức Watson nó dễ hơn. Thực ra bên này cũng có giao thừa, nhưng mà vì ta tránh cái công thức này nè các em, tránh cái công thức tổ hợp CNK, CNK nó phức tạp. Đó. Nhá. Bây giờ ta sang một cái định lý nữa, tức là định lý sắp xỉ Watson theo phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn ta lại nhớ nha, chuẩn ta đã biết rồi, Watson theo phân phối chuẩn. Ta đã biết nếu mà x thuộc vào Watson lambda thì nếu ta đặt yes bằng x trừ trừ mu này, chia cho sigma này. Nhớ không? Nhớ công thức x trừ mu chia sigma, vì mu và sigma của cái Watson chính là bằng lambda hết, phải không? Và như vậy z ta đặt như vậy thì nó tiến về chuẩn 0,1 với lambda tiến là vô cùng, với lambda tiến là vô cùng. Đấy. Nhá. Bây giờ ta sẽ xem những cái thí dụ sau này, ta sẽ xem những cái thí dụ mà định lý này trong thực hành đó, trong thực hành các em chỉ cần lấy lambda lớn hơn 10 được. Khi nào lambda lớn hơn 10, x thuộc Watson P lambda, thì ta sẽ sử dụng cái định lý này, ta sẽ sử dụng cái định lý này. À, lúc đó là z trừ cho x trừ lambda chia lambda sẽ thuộc vào chuẩn 0,1 nhá. Lúc đầu x thuộc Watson, nhưng sau này ta sẽ dùng biến z thuộc chuẩn 0,1 nhá. Thì ta sẽ tìm z, sau đó ta sẽ dùng cái biểu thức này để ta tìm lại x như vậy. Định lý sắp xỉ Watson và phân phối chuẩn. Như vậy trong cái phần định lý giới hạn này ta đã phát biểu, thầy đã phát biểu ba cái định lý rồi, không? Một cái giới hạn từ siêu bội sang nhị thức, một cái giới hạn từ nhị thức sang Watson, và một cái giới hạn từ Watson sang phân phối chuẩn. Thầy sẽ dừng bài ở đây để các em về các em ôn lại. Tuần sau thì chúng ta sẽ gặp lại cùng bàn về vấn đề các định lý giới hạn, và trong mục này sẽ có rất nhiều bài toán thực tế ở cuộc sống áp dụng vào, được xác suất thống kê áp dụng, mà các em sẽ thấy cái sự áp dụng của nó rất là phong phú. Đến đây thầy dừng và xin thân ái chào các em. Cảm ơn các em và quý vị đã theo dõi bài giảng.